Lên em chào anh em đã quay lại với channel của anh Ở nhà tất liền vô địch với ngôi nhà của hệ thống Tầm 172 liên phóng bộ này với phòng mô tại nhé À đúng rồi Gần đây nghe đồn thiên kim dư Già là dư bối bối Thích người khác Mà dư già là cái ý hi hồn Ước cho nên Là cái tên vô dụng của kế giả Đúng Ta cũng có nghe đồn <laughs> Nam Châu đúng lời nói gì thật. Tây vừa ba chầu mặt hồng lụt của thiên thánh tổng. Hmm. Sao thế? Không hôn ngân tại hạ sao? Ta còn tương lại thì rất là tập chủng của thiên thánh tổng. Người tìm chết. Ai mà còn biết thiên thánh tổng của Tây vực bác chầu là hỗn huyết của nhân tộc và thiền ma tộc. Không phải là tập chủng thì là cái gì? chết đi. Ma tàu thần Lạ đã xuất hiện rồi. Thiên thánh tông của Tây vực đã bắt chầu một thế lực nhân tộc của Thiền ma huyết mạch Mạc hồng lưu. Nếu như mà thuần chủng là tiền ma tộc thì cho dù là như thế nào thì cũng không thể nào tham dự được vào trận chiến tranh để chi bảo khí vận. Vì vậy chuyển thế trùng sinh trở thành thánh tử của thiên thánh tông. Mạnh thôi đấy. Đó không phải là người bình thường. Thời lực thì cũng không tầm thường. Tờ tử thì cũng đã là chuyện thế thế nào đó của thần cảnh điểm không giống với tàu thi nhất mà là cơ thể nào đó đây là muốn phân hồn chuyện thế thần lấy được chi bảo lớn mạnh thì chỉ dung hợp với bổn tồn một lần đột phá tích linh cảnh giới cao hơn âm mưu chỉ càng lớn hơn bộ họ đều là Bình à, bên thường thấy không nhìn thấy thần cảnh bây giờ đều ra ngoài hết rồi Nó như không có thần cảnh tham dự vào đây thì còn cảm thấy không bình thường chứ dù sao cũng là khí vận di tử ngũ châu của một vực từ tình hình hiện tại mà thấy thì thần cảnh của một phương tần dành nằm ở thế yếu nhưng mà thế lực khác của bất vật thì có lẽ đầu nghiêng về hướng tần dành dù sao thì đối với tàu thì nhất ban đầu thì dẫn ma tộc xâm nhập ầm mờ vị trí thần vương trong lòng cũng có chút bất mãn Ngươi nói vị toàn doanh sư địa kia có phải là đối thủ của bọn họ không? Khó nói lắm. Thế như ta được biết thì khi toàn doanh đến phòng, thì không phải là thần cảnh. Cho dù là sự toàn thu nhận hắn, làm đời từ ký giành, Ấy rằng trên thực lực cũng chưa chắc là so được với bọn họ. Chúng ta có nên ra tay giúp đỡ một phen không? Xem tình hình đã, dù sao thì khi bảo chi vận, cũng có thể hết lời của chúng ta. Mấy cái kiện chi bảo khí vận sư tồn Nhất định là có một vài chỗ cần dùng tới Không thể để cho rơi vào trong tới của người khác được Các người núi có tận cảnh ở đây hay không Thì đương nhiên là Chương tiền bối không phải sao Chứ dù có phải thần cảnh hay không Dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta Đừng có quên rằng sự tồn đại núi Trên đất cảnh thì không cho phép tham dự vào Với năng lực của ta Thì ai có thể tranh phong được với ta chưa Um, 3 ngày sau Ta sẽ lại đến Tân quốc lần nữa Nếu như Tần dân còn ở đây Vậy thì Tân quốc sẽ không cần thiết phải tồn tại nơi đâu Đề cả hắn thực sự không xảy ra Sự cố đi chưa Tần dân thực sự không xảy ra Sự cố người muốn đi chưa Không có lực lượng nồng cốt Làm thế nào để đối kháng Đối với tàu thiên nhất Đế tôn của đại tần sẽ không khiến cho người khác phải thất vọng đâu. Nếu như từ sự có bất ngờ, thì mấy cái lậu hữu tà kết hợp ra tì thì cho dù như thế nào cũng không thể để cho tên tàu tạc đó đoạt được chi bảo, đặc biệt là chi bảo của năm châu. Khi sơn mình sẽ ra tì Phán đồ ban đầu, dấu của lại. Ban đầu tham dự kế hoạch tổng cộng chỉ có từng người này, đại đa số đều đã chết hết rồi. Tiếp xúc đến cơ mật của trung tâm, Ngoại trừ mấy người chúng ta ra, thì những người khác đều đã chết rồi. Nếu như không gai chết, thì chính là tên phản đồ ban đầu tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Nếu như không phải, thì phản đồ tiết lộ tin tức ra. Sao có thể đến mức này? Kiếm cho đề quỳ lại, chi bằng đời lão nhận già dạ ông ấy từ ra tại vì chết Tàu thiên nhất. Lão quỷ của đại càng, cũng đã quay lại rồi. Còn có mấy vị đồng cảnh ta không thể ra tay được. Bài kiến cám kiếm chủ hy vọng tuần dần cầu sao ba ngày sau <laughs> ba ngày sau lại đến nếu như tuần dần không xuất hiện vậy thì chiến cổ ma địa với bàn bạc lại không để cho các người đi vào nữa đúng là không có lực lượng chính thì chúng ta không chỉ nổi một đòn chịu nhận ngài đang ở đâu sao vẫn chưa vị Ngươi lại Tiêu Hồ Lì trưởng thành rồi Đế Tôn Chủ nhận là người sao? Đế Tôn là người sao? Là ta Đế Tôn Ngươi phải báo thù cho ta Bộ ngược chắc nịch rộng rãi của Đế tồn đâu rồi Tại sao lại mâm máy đến như vậy chưa? Toàn rồi Đế Tôn uy mãnh của ta không quý lại nữa rồi Đế Tôn Chủ nhận, Tại sao người lại Hơi... Ai tạo hóa triệu người. Vậy sau này có phải là ta nên gọi là đứa tôm ti ti hay không? Con được, bây giờ người được xem là hậu duệ của tầng dân ta. Sao có thể gọi ta là ti tỷ Tiếp tục gọi là chủ nhân đi. Giận, dạ, chủ nhân. To thôi đấy, không thể so được rồi. Nè, để có động lên tin. Đi tổ mà, chủ nhân. Tân Nguyên phòng đầy cả bọn họ không trình được tạo tạc. Ngài có hiện tại sao? đều là tạo tật đã hơi to. Tin tức quay lại không thể tiết lộ ra ngoài được. Không được nói với bất kỳ người nào. Nếu như có thể, thì ta sẽ âm thầm hành sự. Ừ, chưa nhận à, ta hiểu rồi. Ai cũng không nói. Không hổ danh là để tồn. Lâm nữ nhận con dối hơn cả bản thân mình nữa. Bây giờ tình hình của Nam Châu và Bác Châu. Sở già dạ có một vị tên là Sở Huyện. Chưa nhận à, Sở tôn vẫn lạc rồi sao? Ừ, tại sao lại hỏi như vậy? Hắn rất mạnh, tôi nghi ngờ cũng có liên quan tới sở tồn. Sở hà tréo đầu thì đã hiện tới ra xin cứu thần hồn, vì ta ngăn chặn lại được một kích của đạo tạc. Đã chết để chết rồi, tuyệt đối là không thể nào là tuyệt đối là không thể nào là Ta đi gặp hắn, thì không phải là âm mưu của đạo tạc. Tờ nghiền phòng và bạch thiếu, không đi cùng một chuyện với kết quả cũng biết rồi. Bọn họ không chịu đề cập tới é rằng là phải chịu khổ một chút rồi yên tâm ta tự có chừng mực mấy quyền địa này của tần doanh cũng không tệ nhưng mà ta thì nhớ rút cuộc cũng là thần cảnh chuyển thế trùng sinh bây giờ còn không muốn gặp tần doanh lớn như hắn mà tiền mình đôi mình cách biến thành nam nhân thế thì với làm thế nào mà lừa hắn đi à, sợ nhớ à đi nhắc nhở một chút dân chủ thượng Nơi này có liên quan tới chủ thượng, không được đi làm phường. Ở à, chủ thượng, cô các hạ là chưa ký lại. Đúng vậy, chú thượng nếu như đã đồng ý thì sẽ làm được. Ngoài ra, nhắc nhở với người một câu, chú thượng cũng có đệ tử khác, cũng đang nằm ở Nam Châu. Xuất hiện vừa nãy của người, người kia, mình không thể nào phát giá ra trước. Có thể thấy được thể lực của đối phương còn ít trên cả mình. Cái sự già đều ở trong mắt Không nhìn ra bất cứ một khác thường nào Người đó rút cuộc là ở nơi nào vậy Thông phận của toàn dân Cao tầng của lạc già dạ đều đã biết hết rồi Mặc dù hắn là người Chuyên thế trùng sinh Nhưng mà dù sao cũng có huyết mạch của lạc già dạ Thuốc đích hệ của lạc già dạ, Lỡ tổ lạc già dạ, Lạc mình Một khi hắn vừa khởi Thì có thể đảm bảo lạc già dạ tiếp tục quy hoàng Thậm chí còn tiến bộ hơn một bậc Hắn không thể nào sẽ ra chuyện được Huấn hộ tuần dành Cũng có một sự tồn thân bí thần cảnh Chỉ là thần cảnh ngũ trùng Hắn muốn làm gì thì làm Nam vô Phật đều có thể đem Hắn trần áp Chiến ma cổ địa sẽ được mở ra rồi Nhất định phải mở ra chút tinh lực trình của hoạch của thiên đạo Đồng thời đào tất càng sâu Càng tác nhiều Thì quy tắc cấu tạo Mới đều sẽ luyện chớ vào trong bộ thiên đạo một năm sau tờ thì nhớ cứ kích vài hôm lại đến tập kích ta tự mặt hồng lồ cũng đã tập kích hai lần rồi mỗi lần đều bị chàng ép mà đánh càng lúc thì càng bị dòng ép đi cả có thể thật sự đã xảy ra chuyện ngoài muốn không một đối về chồng có lẽ đây chính là tình yêu là tầng bạch vì nhân vườn thứ hai của động vật Tôi vi đạo cảnh ngũ thập ngũ Lấy được truyền thừa của khai đạo Giả hùng hà Đến đỉnh nhân vườn của động vật Với nghị lực lớn trí tự lớn Từ ra mở ra con đường đi ra khỏi tu Đó tu về bản thân Lại là lạc nhân vườn lỡ tổ tông của tầng doanh Bên ngoài tộc địa của sở già lại có các dấu lỡ tổ thần cảnh của lật già không biết là hậu dựa đề bào nhiều của lật tân bạch. Thế đúng là duyên phận. Hơn nữa là Tân Bạch lại còn là đệ tử của Hồng Hà. Vì nhân vườn thứ hai của đông vật. Tin tức của gia nhân này là không hữu danh là nhân vườn. Tổng cộng lại có bốn vị đào lữ. Vị ở bên đình nghị mát kia có lẽ chính là cùng. Cũng là một trong những người có tu vi mạnh nhất. cô một vị đạo lữ thì có tu vi đạo cảnh nhất quan. Hai người còn lại đã đạt tới cảnh giới hạn của thần cảnh. Bán bộ bước vào đạo cảnh trên người còn sinh ra đạo vận trực tiếp kéo vợ nhóm của đại đạo Ờ à, tân bạch vận sao vậy à, tới khi còn yên tĩnh một chút là tân bạch gia nhập nhóm nói chuyện hoan nghênh người mới là tân bạch một chút tôi vi đạo cảnh thầm ngũ quang là tân bạch à lại là, là là tân bạch của nhóm vườn của đồng vườn sao là ta tên là cung hà Ngươi cũng xem là đệ tử của ta có thể vào nhóm đại đạo là cơ duyên của người ừ, Cung hài sự tốn Là ta Đó tứ là tân bạch ba kiến sự Không còn đại lỡ Vào nhóm này thì đây là cơ duyên của người Là đại tử của Cung hài đạo hậu xào đúng là duyên phận Tiếu độ có thể gặp được sợ quỳnh Là đại cơ duyên của hắn Có người mới rồi à Gọi một tiếng lòng quần tiền bối ti ta sẽ cho người hoài gặp mặt con có ta quý nhân tiền bối à, Xin chào lòng tiền bối Xin chào quý nhân tiền bối Chỉ cần sư tôn ngầm cho phép Thì đó chính là cường giả Đáng để mình tôn kính Không ngờ Bản thân đã đột phá đạo cảnh Vẫn có thể lấy được đại cờ duyên như vậy Một kiện là thời hoàng chi bảo Một kiện là chiếc bảo phòng ngự Lần tích Tân Bạch không hội danh là nhân vương Thông minh như vậy vừa mới gặp đã lấy được bảo bối rồi lập tức bắt đầu nín nọt rồi. Là tỷ tử, nhìn đến chờ má đồ dài dài của người đi. À là mà người cút sang một bên đi. Người trong nhóm đại đạo ai ai cũng là cường gia đạo cảnh. Trong đó lại có mấy sự tồn là đứng nhất. Là khai đạo cảnh tồn tại trong truyền thuyết. Mà nhóm chủ còn thần bí thì không được đoán được. Bản thân là nhóm chủ cương gia thần bí không đoán được không thích hợp dụ dỗ lừa đảo ở trong nhóm nhất định phải mở thêm tài khoản phụ mới được Đã bị danh như thế nào đi đương nhiên là không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu ít nhất cũng không thể yếu hơn đứng không cứ để cho hắn tiếp tục làm tấm điểm. nhất định phải tìm hiểu rõ những con giả đạo cảnh này đã trúng ở đâu tu luyện vì nghi nhận gì có mô động được ở cầu vực. Lo hình tượng này quá khó Cứ có thể tu luyện đến đạo cảnh Sao mà có thể là thứ tầm thường được chưa Ở tiên sinh Mấy tiêu gia họa sẽ già đến ngay cả Bên ngoài sở quận như thế nào Cũng đều không biết Đó đã bị sợi già nhốt lại qua lâu Chưa trải sự đời À đúng rồi Biệt hiệu có thể đặt ra một bối cảnh siêu cấp ly hại Hình tượng bị chân bối nhúc ở nơi nào đó Người chứ sẽ sợ quá sự đời Ừm có rồi Tiên sinh à, cái gì mà có rồi? À, không có gì. Ngơi qua một bên chờ đi. Không cần phải quan tâm tới mấy cái tên gia hỏi của sở gia. Tư vi đặt là đạo cảnh lục quang. Mạnh hơn ứng không một chút. Còn tên thì cứ gọi là sư phá thiên đi. Nhưng mà hôm nay vừa mới có lật tân bạch vào. Hình tướng có tài khoản phụ này còn có bối cảnh quá mạnh. Con phải tìm thời cự rồi kéo vào trong nhóm. Vì là tổ thần cảnh của lạc già, hậu dưới của lạc tân bịch có thể lựa một chút chơi việc vật cho bản thân. Người đó xuất, từ đó xuất hiện ra vậy, ghé thăm một chút cũng được. Quá khủng bố, trên đời này sẽ lại có cuồng giác kinh khủng tới như vậy. Thần cảnh đến phòng đều không làm được, chỉ là một trong suy nghĩ thôi đã kéo mình qua đây rồi. Không còn bị càng thẳng, Ngươi là hậu duệ đệ thứ bao nhiêu của lật tân bạch? Lật tân bạch ở trong miệng của hắn hình như chỉ là một tiền bối. Ở à, bấm tiền bối, ta là chất trai đệ thứ tự của lật tân bạch, tên là lật minh. Thì ra là như vậy chất trai của tiêu gia hỏa là tân bạch à? Tôi vi này của người hơi kém. Tiêu gia hỏa là tân bạch, ông cố của mình ở trong mắt hắn chỉ là một tiếng tiêu gia hỏa thôi sao? thì đuối đến lùng tên siêu siêu cấp đáng sợ. Hơn nữa, còn quen biết với ông cố của bản thân. Ở à, vẫn buổi bối tư chất ngu xuẩn, rất là hổ thẹn. Ta nhìn ra được, kém hơn quá nhiều so với ông cố của người. Vì tiền bộ này nói chuyện thẳng thắn quá rồi. Nhớ lại cái nằm đó, tên nhật bạch đó, thông minh, mi mì ngọt, hiệu sức thì làm việc rất cao. Người thân là hậu vừa quán, lại không có di truyền bao nhiêu truyền thống tổ đẹp. Như vậy cái trục đàn tiết ừ, Có lẽ đây cũng là cơ duyên của bản thân Chỉ cần một điểm Chỉ điểm một chút thôi Hoặc là cho một chút lợi ích Thì có lẽ đủ đó bản thân đột phá lên thần cảnh ngũ trùng đúng không Trời trời Cô là Tân Bạch đi đâu rồi Đột phá trên thần cảnh hay xưa Bên tiền bối của các bậc trà chú Tố tiền Đâu trên thân cảnh thất trọng Rất lâu rồi đó đã đi vào hoàng cổ vật Giang bối rất lâu rồi cũng chưa từng gặp qua Lạc già Chỉ còn lại một mình quán sự thần cảnh Tiếu với họ người từ sau Ngược lại cũng không phải Còn có một Thức bối của vàng bối Bây giờ cũng đã quay lại đây rồi Tôi vì có hắn mạnh hơn vàng bối Tôi vì là thần cảnh bát trùng Không hồ là thế già của nhân vương Thế lực mạnh vượt qua mức tương tượng Đây chính là nội tình của nhân vương Cái tên tiêu gia hóa là tân bạch này cô sống phân thoáng lại có thêm ba nữ tử đã gồm và chính là bà cố và ông cố của nhà mình đi sao chứ về tiên bố này qua nhiên không có lừa mình thật sự là có quen với ông cố của nhà mình người có muốn thấy thay ta thay thế chuyện lời hỏi thầm cho tự do hỏi là tân bạch đây không ở à, còn dám sao dám làm phiền tiền bố chưa nói tin của là tân bạch Tôi chỉ điểm cho người một chút Có vợ sắp đón đến đại biến Con phải chuẩn bị sớm Tiền bối có thể nói rõ được không Cái này là thiên cờ Người có biết thì cũng không sao Toàn dành cái gì với ta Là tự tử ký danh của ta Cũng là huyết mạch của lạc già người Lại có ngọn nguồn với tiểu già hỏa Là tân bạch Có thể dẫn dắt lạc già Vượt qua đại biến Con biết đại biến sắp tới Thân cảnh chết cũng là chuyện bình thường chỉ có đại khi vận giả thì mới có thể trải qua được đại kiếp nạn. Tần dành siêu bất phạm. Đất tờ tiền Bối đại trị điểm. Tiền bối có giận dò gì thì lật giác nhảy vào vĩ sồi lửa bóng thì nhất định cũng sẽ hoàn thành. Người có lòng rồi. Vật này người cứ cầm đi cho đi. Cứ coi như là có người liên hệ với người. Có thể hỗ trợ một chút. Đất tờ tiền bối Đơn dược này ban tài cho người tu luyện. Đất tờ tiền bối chôm chỉ tu luyện ở vườn tiền bối là đã định sẵn là sẽ bày cao quyết định rồi sau chuyện này thì toàn dân sẽ do sẽ là giá chủ có tiết của lạc gia dù sao thì hắn cũng không gã đi hơn nữa có thể dựa vào toàn dân leo lên được quan hệ với vị tiền bối này đi sau khi chuyện chiến ma cổ địa kết thúc thì hết nghiệt lầu có thể mượn cơ hội này mở rộng đến đông vật. với sức mạnh của lật giả ở đông vực thi đấu để ra sức hất nguyệt lầu triển khai một kế hoạch rồi có thể thực thì kế hoạch thiền đạo ở đông vực lên ra cơ sở trước thì đến đến khi quy tắc của thiên địa bắc vừa bị nhốt chuẩn thay thế quy đạo thiên địa thì có thể thường lợi nuốt chuẩn được đông vực rồi ma vật thì có ma phật làm ngoài dẫn có thể thực thì triển khai yêu vật có hữu thì nhạy vấn đề không lớn mà địa mô chút ở Nam Châu là chỉ còn ở Nam Châu thì có thể im hơi lặng tiếng tương lợi thi hành. Vậy thì có hoạch sau này đã sẽ tương lợi. Trận chiến trận đó quay lại từ ở trong không gian bị chiếm đóng. Chiến mà cô địa sắp được mở ra rồi. Không biết là chi bảo vận khí sẽ rơi vào trong tay của ai đây? Mị nhân, hãy đến đại càng cùng của ta hướng là thế nào? Được cái gì mị nhân à, cô là thế lần nào? có tình luật vào mắt của đại càng cùng ta là vinh hạnh phía sau thế lực của cô đấy ừ. người không thể chết đúng là nhiều thời đấy ta tự đúng không cút sang một bên tìm chết ừ. ư <laughs> là ta tử ai lại dám chiến đấu với hắn vậy không phải là tào thiên nhất cũng không phải là lạc mặt mặt hồng lưu ai lại có thực lực như vậy ta nhận ra rồi đây là việc cường giá cường đạo thương đạo độc chiến bách điếc qua cửa nhìn thì cũng không giống vì lời người ta ban đầu là qua cửa đã thay đổi dung mạo bây giờ có lẽ là dung mạo thật sự là tiêu lượng của tiêu gia tiêu lượng lại mạnh như vậy à tiêu gia đến ngày cả tiên kiêu bậc này cũng không còn luôn sao ta từ chân hòa cũng chỉ có như vậy <laughs> Dối cho một thiền kiều độc chiến bách đế Chàng hòa cũng chỉ như vậy Trong cố địa phần tháng thù chưa Ta từ lại dám quấy nhiễu sợ vận, Đây là muốn tìm chết Nhiều năm như vậy đã trôi qua khổ tù Ở trong bí cảnh cờ duyên Thực lực của tiểu tà vườn thang cấp Với tốc độ rất nhanh Đã đột phá tới đất cảnh cổ trùng rồi Tạm thời thì không thể đột phá tới tồn cảnh Cũng đã đến lúc ra ngoài rồi Hắn là cho điểm của sợ vận Ta tử lại là kẻ thủ của hắn Thì ta vườn lại có thể tháo thứ cho ta tử hay không Có kịch hay để xem rồi Chi bảo khí vận của chiến ma cô địa hiên thân rồi Không sai, tuyệt đối là chi bảo khí vận Đế khí bình thường cũng không thể nào tỏa ra được ánh sáng như vậy Hơn nữa cái loại chi bảo khí vận này đã trải qua nuôi dưỡng nhiều năm như vậy Đã xảy ra biến thói rồi Thậm chí là có thể diễn sinh ra một vài biết chí khí vận cấp thấp hơn. Xem ra, chứ giờ là mình không lấy được vị trí nhân vương, Dựa vào những ký bảo này, ký vận này cũng có thể đột phá được xuyên xích. Tiếp đó, tiếp xúc được với cảnh giới thần bí thì vô thường mà bàn đầu không thể thẩm thấu được. Nằm đó dưới sự cơ duyên trùng hợp, ở hơn cổ vực đã lấy được một quyển bị thiếu. Phía trên lại có gì chép thần cảnh, con có cảnh giới cao thân bí mạnh hơn chỉ là ban đầu mình vẫn chưa tu luyện tới viên mãn thần cảnh chỉ có thể lấy được đại khí vận có thể đạt tới cảnh giới cao hơn trong quyển còn thiếu kia vì vậy mình đã rời khỏi hoàng cổ vật âm thầm quay về bắc cực ở à bắc vực âm thầm dẫn ra ma tộc vào hoang cầu vực là muốn khi nhân tộc ở bắc vực gặp nạn thì cố gắng xây truyền tình thế Dẹp lộn người nàng của ma tộc Mà mình có thể đăng định vị trí nhận vườn của bắt vật Lấy được đại khí vận của nhân tộc hỗ trợ Vẫn định cảnh giới vô thượng kia điều đó Tất cả đều rất thuận lợi Thân cảnh ở trong cầu vực đầu đàn tìm kiếm hóa cổ vật Mình đã ở bắc vực Chính là tồn tại vô địch Đồng thời mình cũng phá hoại được đại trận bước vào vực Nhìn chóng ngăn cản những cường giả của nhân tộc Khác quý vị cấu viện Vốn dĩ cho rằng tất cả đều còn ngoài sai sót nào nhưng mà người kia đã xuất hiện Tuần dành đã phá hủy đại nghiệp thân cấp của mình Nếu như mà tuần dành vẫn chưa chết Thì mình nhất định cho cho hắn Tớ thịt nát xương tay. Nhìn mô dạng tàn ác của lão tạo Thì không có chuyện gì tốt rồi Trên dành vị trí nhà vườn Không có bất kỳ một lợi ích nào đối với nửa người Nửa mai như mình Nhưng mà chỉ bảo khí vận Mình nhất định phải lấy được những phá vật chặn đường trước mắt cũng đã đến Lúc thanh lý sạch sẽ rồi Tam ca Chỉ bảo khí vận hiền thần Tại đây, đây ca cũng Thiếu không Đừng có nói nữa Cho dù có như thế nào thì cho dù là chết Thì chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không thể cho Tờ thứ nhất bộ họ đã được như mong muốn Đi rồi Vậy thì chúng ta hãy liệu mạng sống cho hắn Đúng là nợ cười Nói như tuần giờ đã chết Thâu chẳng đường kiếp trước Chỉ do các người gần vác Mạc hồng lâu Người cũng nên ra sức rồi Tần danh nếu như đã chết thì người của hắn cũng nên được xử lý rồi Chuyện của chúng ta có để sau rồi nói Cũng đang có ý này tờ tự Ngươi quá thật là cho rằng ta thì nhất buồn họ sẽ không bắt tay đối phó với người sau Không cần phải dùng cớ lì gián diệt đại tần Đâu kích thích hơn So với bất kỳ một chuyện gì Nếu như là người có đại tài cùng thì chính là cái địch của tượng già ta. Ta tự đối thủ của người chính là chúng ta. sống nguyệt của tượng già. Các ngươi lựa chọn đứng về đội nào rồi sao? Tượng già ta chỉ nhắm vào đại tà cùng. cái người tốt nhất là nên như vậy. Mà bây giờ. Là thời gian để xử lý rạc rủi. Đúng là nằm mơ. Phế thì phải thử xem rồi Tờ nghiệp phòng Ngươi có dùng chút sức lực được hay không Tờ thật Đừng có hồng ngóng cù Lão từ Ngươi tới nào rồi Không sao Chết đi đâu Như bách lòng Ngươi chẳng qua công chỉ có như vậy ban lĩnh lính đã bị đi đâu rồi Mà hồng lục Đừng có hồng ngang ngược Lung mũi Chứ dù là tầng đại ca chết rồi Thì hoa càng tử Ta cũng sẽ liệu tức hết tất cả Hoàn thành bố cục của hắn ừ, tình hình xem rất là kịch liệt rồi. À tiên sinh à ta muốn đi tìm tù gia Hả không chịu được rồi sao Đúng vậy tiên sinh Ngài có thể phái một tên đầu trọc bảo vệ ta không Đến lúc đó thì Nếu như thật sự không đánh lại Thì ta còn có biết đường lui Để rồi Để cho ta phật đi Với người một chuyến Tôi vì con nó đã là thần canh bác trồng rồi Để ứng phó với tù gia Cảm ơn tiên sinh Xem ra đã đến lúc xuống dưới trời rồi mà kinh lớn như vậy thiếu đàn tàn tử Ta thì không thú vị rồi Đi lời thở của đàn tàn tử sao <laughs> Nguyên phòng lắm là... Tao đang ta tích giúp đỡ đi Quỳnh địa đến rất là đúng lúc Ở chỗ của nghiệp phòng có chuyện gì vậy Ngụy người... Tao nghiệp phòng Thật ngại quá Ta chỉ là có một vị đại ca Hắn tính là Tàu thì Nhất Thì ra người chính là phản đồ của năm đó Đang tàn tử Vẫn luôn là người của ta <laughs> Quán hợp của bọn họ tự là hỗn loạn Đến việc Ủa Hai cô nương có chuyện gì không Người có thể ra tay giúp đỡ Ngăn cản ta thi nhất được không không thành vấn đề Có đã giúp ta hai lần Chúng ta cũng xem như là bạn hữu rồi Hơn nữa ta sớm đã thấy ngứa mắt Cái tên ta thứ nhất kia rồi Nhưng mà nó như người ra tay Có khi nào đã tội với Yên tâm Đến việc ta không sẽ đã tội với người khác Hôn hồ còn là một lão phế vật Hai đến một Còn nên lén đi chưa Hai vị còn có liêm sĩ nơi không đi? Thằng à, rành, người có giỏi thì nói lại lần nữa đi Chờ tự à, con chưa mở miệng Ma cấu đã bắt đầu sủa rừ cũng không quá sao Người Khoan đã Vì tiểu vấn đề này, ta rất thích cái lỗi ngông cù nhiều người Giúp mấy cái tình rạc rưỡi không được trồng dùng này Con thú đến chỗ của ta đại chuyển quyền có không À, lâu phải vẹt nói hơi nhiều rồi đấy Ta bảo người là chó của người sủa cùng nhau lên đi không đến đến người, khi ngươi phục thì ta không phải là đến việc người muốn chết tới đầu đi cà đừng có dội đây là cái, cái điều hổ lý sơn điều lý xương. đúng vậy ngồi đến đây rõ ràng là muốn chào đi cho ta để chúng ta toàn lực ra tay công kích hắn để tiền cho hắn cho người khách đến cứu tần nguyên phòng bị thương nặng nói đến như vậy thì giết tần nguyên phòng trước rồi giết tiêu trúc sinh này dừng đi ca tân Nguyên Phòng, không ngờ ngươi sử dụng kích này để dùng kích chích này để đi gặp tân Phòng, tân dông có đúng không phán được ngươi tuyệt đối sẽ chết Chuyên của ta không cần người phải lo an tâm mà đi chết đi sau sau lại lời như vậy Lỡ 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 là, là đòi đây ca hả ờ. ừ, dân. đây là tần dân ờ à, đây chính là tần dân số địa của ta nhưng mà hình như đây là số mùi thì phải tào cẩu người còn cười được cái sâu Ôi thật sự là một cơ chết ta rồi Đệ tổng của đại tần danh tiếng lưng lẫn Tần dần lại biến thành như thế này Ta cổ có mồm Tần này ca Ta cổ ta sẽ phép người Người giống Cố không tìm đi nhà tân mươi muội <laughs> Ta cổ người chỉ biết võ mồm thôi có đúng không Đúng vậy Nhưng mà ta thấy Kiếp này của người phát triển cũng không tệ Bộ dân bây giờ của ta Tất cả đều là nhờ cái tình khốn kiếp người bàn tặng còn việc hắn thì ta không thể không làm người toàn dân này mặc dù đã biến thành cơ thể nữ nhân nhưng mà trong giờ thù vừa nãy là phát hiện thực lực của hắn còn mạnh hơn cả ở kiếp trước tên đại ca, tên đại các của ta thiên tử họ thiên tử nơi thực sự là có lực bộc phát rất mạnh ôi tên đại ca ta còn cho rằng quỳnh không còn nữa quỳnh có biết là ta đấu lòng cỡ nào hay không đã hứa là chúng ta sẽ cùng nhau đến Đau bác răng lòng Quân không được Ủa, ủa cảm giác này không đúng Ngươi có tận đệ cả sao mà Con Con lại to hơn cái của ta nữa Thiên tử à Chúng ta Không phải chưa Đế tôn của đại tầng đã biến thành nữ rồi Tờ đấy Ngôi hãy nhìn cho kỹ thân hình đó đi Giống màu kìa đây rốt cuộc là bí tù gì đây Con có thể chuyển sinh sâu Thế mà có thể nữ nhi này cũng khá đẹp đi chưa Đệ tồn của đệ tầng là nữ sau Sự địa biến thành số mũi Đây rốt cuộc là sao đi? Lâu lâu mau nhìn kìa chà chà. Quá Quả thật là rất đẹp đấy <laughs> Thật sự là tiếng nữ hạ phàm Đẹp hơn cả vàng vọt đấy Mẹ nói chứ Cái đó nhiều chuyện này là muốn bị đánh mà đây ca Quỳnh thực sự là đây ca sâu Lò bàn lò bách Bách lòng thiếu không Cô ta có thật là tên đi ca Ui Thực sự là đây ca Lò ta đi Ta về rồi Để các người phải chịu khổ rồi đây ca Vì ta cũng muốn ôm Ai mà không muốn chứ ta cũng muốn nữa nè đi cả đi đều là ta thì nhất mà cái tên cổ ta đó hỏi ta ta không giết hắn thì thôi không làm người ta thứ nhất người chích ra ngoài cho ta tà. tàu cổ người đâu rồi tàu thuyền nhất trên đồ nổ của ngày hôm nay hơi cao rồi ta giờ phải thích ứng thôi nếu không thì đồ kháng với tuần dành có thể nữ nhị sẽ bị mất tập trung Võ thực là lực xung kích của Tần dân bây giờ rất mạnh. Như lời năm đó, thì tên hát tự mạnh mẽ bây giờ đã biến thành của gái xinh đẹp. Thật sự là nghĩ thôi cũng đã <laughs> vô cùng kích thích. Biện <laughs> thái, người đã nghe nói cái gì chưa đó tôn trước của đại tần dân đã quay trở về rồi. Đương nhiên là nghe nói rồi. Bây giờ đây ngay cả mùa bánh trước của nhà ta thì đâu đã biết tin tức này. Vì sao? Vậy người có nghe nói tôn dân đã biến thành nữ hay chưa? Con có chuyện như vậy sao? Đế tổn của đại tận Cũng đã biến thành nữ rồi á? À? Ta còn có thể lừa người sao? Chính là vì biến thành nữ khiến cho mấy cái thế lực đều không biết đứng về đôi nào Cô tên là nam hay nữ thì có liên quan gì tới việc đứng về đôi nào? Cái này người không hiểu rồi Toàn dân biến thành nữ do là thực lực của cô ta đã tụt xuống Nhưng mà ta nghe nói thực lực không ngừng không những không tụt xuống mà còn tăng lên trực tiếp đến chết cái tên phán đồ đàn tăng tử cho nên mới nói khi cho mấy thế lực lớn mơ hồ không biết làm như thế nào mà đạt cược thì như ta thấy đó là phát trùng gian gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy người này vào thời khác một chút thì ngõ trừ thần tín đó bên cạnh và sự phụ của tổng môn ai cũng không thể tìm được không sai chính là cái lý này à tôi nghĩ tuần dành quay lại tạo thành quân động nhưng mà không ngờ lại quân động lớn tới mức này mà bây giờ tuần dành có lẽ là rất đau đầu về phương diện tạo thì nhất thì có mình áp trận thì cô ta sẽ không quá lo lắng chuyện ban đầu nhất đau đầu nhất thì có lẽ là làm thế nào để biến thành nam nhân có đúng không Tò này ca, sao quân lại biến tình như vậy chứ <laughs> Quân bà tạ phải làm sao đi Thì tự được cái như vậy mà Có lẽ hết ta sẽ biến tình nam nhân Ừ thật sao Thì tự à trước tiên ngươi đừng có quan tâm tới vấn đề này nữa Chuyện cấp bách trước mắt là giải quyết thế lực của Tàu Thiên Nhất Mở rộng trong trận chiến trình đợt chí bảo vận của chúng ta Ta cho người thắng Ta cho người thống nhất là chuyện đề sự của Tân Đại Ca thì không quan trọng nữa thì sao? Hạnh phúc vấn đề còn lại của ta không quan trọng ư? Ừ. À không phải là mùi à, Một nghe ta nói trước đã. Trước tiên thì đừng có đánh cái được không? Không nghe, không nghe. Niệm kinh đi. Ừ, đúng là tạo nghiệp mà. Trời qua tốt liền nhiều ngày như vậy. Bây giờ ta đã là đế cảnh nhất trùng rồi. Đã đến lúc đi tìm lần bạch phần để tính sổ rồi. Nam qua Bình phàm Bây giờ cơ thể con người vẫn chưa đánh lại hắn đầu. Dù sao thì hắn cũng là khí vận dị tử của đồng châu. Hơn nữa, từng lực cũng không tầm thường, vượt xa hơn so với những thiên kiếm bình thường. Cái này thì có gì đâu chưa? Không phải ta còn có cùi sao? Ừ. Xấu hổ rồi ừ. Làm gì có? trên ta vẫn nhanh chống đi tìm Lăng bạch vân thôi. Từ rừng lâu à, chúng ta rút cuộc lần nên lưu chống phương nào? Bây giờ rủ rò đứng về đùi nào qua lớn, Tần dành quay lại, quá thật là rất mạnh, nhưng mà phía sâu tàu thì nhất, có thể là cái thần cảnh của đại càng lồng chấn lừng. Nhưng mà trên đại nghĩa tình lý, thì phía tầng dành vẫn chiếm yêu thế hơn. Nói nhiều như vậy, thì chúng ta rút cuộc lên làm như thế nào? Đi rồi đừng cái cãi nhau nữa. Tạm thời thì giữ lại vị trí trung lập. Từ sầm 80 mười. Từ trường lão, nếu như mà giữ trùng lập thì có nghĩa là trận chiến chí bạo khí vận này chúng ta sẽ không lấy được bất kỳ môn lợi ích nào. Đúng vậy, lần này nếu như không có thu hoạch thế thì sẽ tục hạ niên sầu những thế lực khác quá nhiều. Từ trường lão hãy suy nghĩ kỳ lạ đi. Vậy các người nói nên làm thế nào bây giờ? Chèm ra chiến ma cô địa sắp hiển lộ tôn bộ rồi. Ta không quản chiến ma cô địa gì đó trong mắt của ta chỉ là tù già. Tiền nhi thì tì, không phải là người của tù già sao? Sao lại muốn nhắm vào tù già? Người đi hội vườn là tại sao lại muốn nhắm vào vườn già? Thì ra là như vậy, đưa thực lực của ta lên cao, thì ta cũng muốn quay về hướng già ti mô họ trúc dọn. À đúng rồi, các người nói như vậy thì ta phải hiện ra một vấn đề. Ta bị vườn già đuổi ra khỏi nhà, đến vì sự huynh thì bị cậu kiếm sờn bỏ rơi tôi tỷ tỷ thì bị ép tới mức mà đầu hồn xem ra đệ tử mà số phụ thu nhận đều có cùng một điểm chung à, nói như vậy thì quá thật là cô đúng nhỉ lấy nói số phụ lão nhận già dạ ông ấy có sở thích đặc biệt ư thích bồi dưỡng nhưng đệ tử bị đuổi đi đây khi chúng ta mạnh lệnh quật khởi thì sau đó sẽ về tông tộc đi vả mặt những người trước kia Giải thích kiểu này cũng hơi kỳ quặc nhỉ Là đại khí vận ừ, Đại khí vận à Chúng ta quả thật là có rất nhiều điểm trùng Bị đuổi ra khỏi nhà Bị ruồng bỏ Nhưng mà quan trọng nhất của chúng ta Đều là có tiếng phố đặc biệt Có khí vận đặc biệt Đồng thời còn dần dần diễn hóa thành khí vận chi tử Ở một địa vực khác Hơn nữa sư phụ Không chỉ là một lần nhắc nhở qua Mà cỡ vượt sắp đón tới một đại biến mà những khí vận chi tử như chúng ta nhất định cũng là vì ông phó của câu vật nên mới xuất hiện. công chính là nỗi, chúng ta chính là nhân vật chính của biên cố này. Sư phụ à, chính là người dẫn đường cho chúng ta. Đúng vậy, có lẽ sư phụ là... Cốt ra ngoài gặp ta ngay. Là ta thì nhất, hắn quý lại rồi tân dân nó đi đến rất đúng lúc tàu cổ ngươi là giống hòa đi tàu phản ban đầu ngươi vì lợi ích của bản thân mà phản bội nhân tộc dẫn ma tộc nhập hòa đi vào ta sát sinh lên vào tuổi tuổi ác tùy trời này thiên địa cũng không dừng thay hôm nay hãy đất tát hoàng tên sứ mình năm đó giết chết ta ác ác quỷ sinh lên trước đi <laughs> tôn dân Đừng có mà nói như vậy Ngươi và ta đấu nhiều nào như vậy Không phải đều là vì Đột phá bên cảnh đang lên cảnh giới cao hơn hay sao Nói như tiếp tục chiến đấu thì ra là sao Không phải hai bên đều bị thương sao Tào cậu Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì Cái gì mà thì nhanh nói đi Nếu xong thì chịu chết Ta muốn nói là liền thủ Cái gì Ở. Ờ hợp tác trong đội của tàu thứ nhất này ra cuộc là nghĩ cái gì vậy sau lần này đến ngày cao mình cũng có thể nhìn thấu được gì ta muốn hợp tác tàu thứ nhất à muốn hợp tác với tần duyên hôm nay tàu thứ nhất uống nhầm thuốc rồi sao đây là tin tức áo gì vậy tin tức giật gần như vậy tuyệt đối là tin giật gần hốt nhất gần đây của hát nguyệt lâu và ngày mai nhanh chóng dùng linh lực của mình để quay lại làm kỷ niệm tàu thứ nhất người lên cơn điên gì vậy Đại ca của ta sao có thể tập hợp với cái loại gian tài như người rồi chưa? Nhanh chóng cút xuống đây để chịu chết đi. tào thì nhất, đừng có tỏ ra huyền bí ở đó nữa. Nhớ ngươi và ta, không đuổi trì chung. Không thể còn nổi bây giờ biểu cảm tức giận của tần dân. Người phối hợp với cái thể nữ nhận trên người của người, thật sự là cái chút phong tình đi. Giật khó mà không tán thành. Tần dân, đừng có mà độc đoán như vậy. Ngươi vừa tờ buồn bỏ hết thù oán cho đi Thì bất tay hợp tác bây giờ Người thân là nữ nhi Chỉ bằng ngươi và ta kết tình đầu lửa Cùng vấn đỉnh mạnh hường Cũng đủ đầy đẹp Đầy đạo không phải là quá tuyệt vời sao Hử? Ui hắn nói cái quần què gì vậy Như vậy cũng quá vô liêm sĩ rồi đi Y cha bị kiếp trước rồi sao ừ, đây cài Người trẻ Nóng nảy quá rồi đấy Nguy rồi Và cường giả tên cánh của đại càng cung Chứ mà cô địa vẫn chưa mở Thì đã dùng tới sức mạnh của thân cánh rồi sao Xem ra lần này tao thứ nhất là muốn hoàn toàn lực mặt rồi Tên đi cả chúng ta Tàu thứ nhất Tàu dành nếu như ngươi đã không muốn cùng chung đại đạo vi ta, vậy thì như kiếp này người sẽ triệt để biến mất luôn đi. Là con giả thần kính của đại càng cung, toàn rồi. Lần này thực sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Còn xem cái quá gì nữa chưa trước tiền tìm nói trốn đi. Nó... như thần kính mà ra tì thì chúng ta xem nếu nhiệt cũng chích cũng không chích thì cũng tàn tật. Người của đại càng cùng Đã vô liếm sĩ như vậy sao? cho chiến chi bảo khí vận của chiên mà cổ địa thân cảnh không thể nhung tay vào Đại càng của các người là muốn phá hội quy cũ sâu phá hội vì cũ thì các người có thể làm được cái gì nào là thiên thánh cùng cô lão tổ của thần cảnh tâm trùng vào một vị cường giả thần cảnh nhất trùng khác của đại càng cùng mà phiên phức rồi ừ, chỉ mấy cái tình gà mờ này mà còn muốn gây ra đại chiến thần cảnh ở nam châu sau. Nhưng mà dựa theo cái tin tức hiện tại mà thấy thì vẫn là thế lực của tờ thứ nhất mạnh hơn một chút. Ừ, hai thần cảnh tâm trùng, một thần cảnh nhất trùng. Mà bên tầng doanh chỉ có lọc Kim chủ của cậu Kim sơ là đế cảnh tam trùng. Thì hòa cá ti vào người của dự già đều là đế cảnh nhất trùng. Ừ, chỉ là không biết bố cục lần này của tầng doanh ngồi trừ mình còn có cái gì. Ừ, có một vài người quả nhiên là không bị xấu hổ Vì đã phấn bội lợi nhân tộc Đúng là dàn sầu Tần dành không còn phải như vậy Bây giờ ngươi có thể làm đi được ta chưa Dù <laughs> đi Thần lão Của mà tộc trước đây Chính là cái tên Hồ Mạc Dư Đó là chuyện của kỳ trước Kiếp này ta là thánh tử của thiên thánh Thánh Tông người bên kia tương đương là tà tồn của năm châu năm đó đúng mà cũng không đúng tần dân, năm đó ta có bái phục người nhưng mà có thù thì vẫn là có thù năm đó người bị ta đuổi ra khỏi bắc vực bây giờ quá nhiều năm như vậy thực lực cũng đến thần cảnh rồi chưa nhưng mà bây giờ người có thể lấy được đế cảnh hiền thần đi đến trên đoạt chi bảo có lẽ là đã dùng cái loại bí thuật nào có đúng không? Tần dịnh quả nhiên không phải người phàm. Người khác đã cho rằng mình là chuyện thế thần. Thật ra mình đã dùng thần hồn bị chia rẽ để chuyên thế. Đây chẳng quả chỉ là một phân thân để cảnh của bổn tôn mà thôi. Tần dịnh, người nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ đứng ở góc độ ở đài nghĩa cười nhạo, chờ rất chúng ta nhưng mà có thể thay đổi được cái chuyện hồn này là nghĩa chết của người hay không? Cho dù người có thể tập hợp được một vài người, được gọi là chính nghĩa nhưng mà muốn ăn cản ta. Chính là châu châu đã xè tứ tím đường chết. Nếu đã như vậy, thì tối giờ già già, người hiện thần đi. Lâu phù đi. Đầy lão đã tới rồi. Tờ thì nhất Ban đầu người giống ma tục nhập quan cưới đồ là muốn hại đồng bào của nhân tộc nhân vườn của đồng vật ta lật minh của địa của lật già đinh đi trừ khử người nếu như mà con chấp mơ bất ngộ thì đi theo tờ thì nhất phản đồ của nhân tộc chiết tần dịnh đây chính là ác chủ bại của người sau chỉ là một thần cảnh ngũ trộn muốn đấu lại với tào thi nhất tại sao <laughs> Kịp trước ngươi làm hơi chuyện tốt của ta kiếp này vẫn còn muốn ngăn cản ta thế giới này dựa vào thực lực để nói chuyện ta nhiệt thi nhất ta không thiếu chính là thực lực thế giả của nhân vườn có thể làm được gì ta chưa <laughs> thần cảnh bất trùng á cơ thể thần cảnh nằm đó của ta thiên nhất hắn rốt cuộc là dựa vào bí thuật gì mà duy trì được tồn tại của cơ thể ban đầu đây chính là đường lùi của người cơ đúng không? Còn có cả ta nữa. Sushanu. Đến ngay cả mặt hồng lưu cũng Chi vào khi vận. Ta thứ nhất, ta nhất định phải lấy được. Ta thì nhất, Người chấp mơ bất ngộ. Nhân vương lạc và ta nhất định là xuất ra nhân vương lệnh. Liên hợp với gia tộc nhân vương khác để đuối cùng với tần người nhân vương lệnh tờ thứ nhất tới bây giờ là thân của nam châu người nó giống cản ta đều phải trước thế giờ nhân vương lại có thích truyền thừa xa và lâu Ngôi trừ phúc trạch của nhân vương thì cũng có liên quan tới độ an ý của thế giới nhân vương Chứ dù là nhóm vợ thì giờ nhân vườn cũng không dám có suy nghĩ về thế của nhân gia dạ vườn. Nếu như không, thì tất cả những thế gian vườn khác liên tục lại thì sẽ là thế lực vô cùng đáng sợ. Ngồi trừ thế giờ nhân vườn mới đi đại nghĩa, thì ác giạc báo, danh tiếng là đi xấu đi. Như vậy thì mới có thờ miệng đi bị thế lực lớn của gia tộc và giết. Nhưng mà thế gia của nhân vườn quá nhiên là có hành vi phẩm đức không cao thượng nhưng mà từ đầu đến cuối thì làm ảnh hưởng tới thế gian Chết thì cũng là người có phẩm đức không cao thượng kia Lạc già không có bất kỳ bất cứ người có phẩm đức không cao thượng hơn nữa tờ thứ nhất từng dẫn má tộc xâm nhập phán bội nhân tộc lại ra tại vì lạc gia của nhân vương đây là điều kiện đã phát ra nhân vương lệnh nhân vương lệnh ta lấy được chi bảo khí vận khí vận ở bên người có thể làm được gì ta chưa Đối với thần cảnh mà núi tiên nhân vườn lệnh có, có bao nhiêu tác dụng đi? Quá thật là như vậy. Nhân vương lệnh thông thường chỉ là triều tạch cường giả. Nhưng đối với hoa tục hoặc là có tác dụng thả phạt kế pha nghịch. Hỗn hộ. Uy lực y hiếp. Nhắm vào thần cảnh. quả thật là khả yếu. Đặc biệt là nhân vườn đều đã biến mất. Nhân tộc ở dưới tình huống đã lâu. Không có nhân vườn. Tàu Quỳnh. Không dám ra tay vì lạc gia mà mà hồng lù tà thì không quan tâm làm gì. Đến ngay cả thế nhận già dạ của vườn, đâu y hiếp, không y hiếp được tà thứ nhất, làm thế nào mà tranh đấu đây. Chúng ta bắt tiền nhau nhau, e rằng cũng không thể chặn lại được. Khoảng cách quá lớn. Nhóm trường Hà đã đến lúc phải xuất hiện rồi. Nói như đã đồng ý với Tần Doanh, đương nhiên là phải làm tới cùng rồi. Hơn nữa thì trận chiến đế cảnh mình mới lầu thời lần nhất. Cơ quả thiên đạo có thể nhanh chóng tự thi Có thể nhanh chóng Chiếm quy tắc thiên địa của các bác vật Chỉ bảo khi vẫn vô cùng một chút Một khi Quy tắc của thiên địa bác vật bị thay đổi Thì cho dù là đạo cảnh tập kích Chỉ có thể dựa vào lực thiên đạo Của các bất vật mà trần áp Vì để nhà tốt hơn Nắm giữ các bác vật Thì rất là cần thiết Để nhằm trưởng hàm viện Chuyên mệnh lệnh của ta Trên đất cảnh thì không được tham gia trận đấu Muốn để tờ thì nhất thân cảnh như vậy nghe lời Thì có lẽ không phải động tay một chút rồi Phong mệnh của vàng cổ bất diệt vĩnh hàng bất thủ Tuấn vật vô sông đầy đại đức vô thường chi thánh trận Chiến chi bảo khi vận Phạm lịch trên đất cảnh không được tham dự Không được can thiệp Nếu không Giết không tha lên của sự tồn ai dám còn nghe theo Đó là đi chết Thân cảnh bất trùng thì đã sao Chàng hòa chỉ là lấy một cái lụi cơ thể nào đó ở trạng thấy tồn tại mà thôi. Ừ, cái gì mà trí thánh lệnh chưa? Quá hơi nhiều rồi cái đúng không? Đây đại đức chí thánh lên Chố má cái gì chưa? Kẻ hạ muốn nhúc tay vào thì cứ nổi thắng vào rồi. Sao phải biết ra một cái tồn tại dài dòng như vậy? Ông già đi là muốn tìm cái chết sao? Con tướng người đầu tiên nhảy ra sẽ là Tà Thiên Nhất hay là Mà Hồng Lưu. Nói như mà cái tên của thiên thánh tông này đã nhảy ra ngoài thế thì lấy người khai đạo trước vậy hả không đây đại... không hối danh là sư tôn nhưng mà có hơi mạo phạm thì có kiếp nạn gian làm thứ ngôn cuồng tò gàng là dám dùng ngôn ngữ ngạo phạm đến đầy đại, đại đức chi thánh gặp phải đại đạo kiếp nạn thì giết ai dám không nghe theo thì trận chiến khí vận, bão khí vận trên đất cảnh không được tham dự thì không được tham dự người làm trái thì chết thân thể cũ của hai người không được tham dự, không được can dự nếu không sẽ bị diệt vì đúng là đáng sợ mà đây chính là tồn tại vô thượng của thần cảnh sau may mắn là không nghiêng về phía nào nếu không thì làm thế nào mà tránh đi Toàn dân còn có đường lui chúng ta cũng có đường lui không phải bắt tài vì nhiều kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu cũng có thể liên thủ trên đời cảnh không được tham dự không được can thiệp ai có ý kiến gì không chúng ta không có ý kiến chúng ta cũng không có ý kiến nói đến như vậy thì thân cảnh đều rơi khỏi đi hết đi đặc biệt là hai người các người nếu như còn dám âm thầm giở trò một sức mạnh của thần khu ta sẽ chém không có hiền thần cũng không cần thiết phải hiền thần dám âm thầm can thiệp giết không tha thần cảnh đỉnh phòng thậm chí là ở trên cả thần cảnh trên đất cảnh đều phải rời khỏi trước chiến ma cô địa không được bước vào trong nghiền dặm nếu không giết không tha đây là người hầu của sư tôn sao đúng là mạnh thực đừng để tiền bối phải thất vọng Ta sẽ không để cho sự tồn phải thất vọng đâu. Đừng có cho rằng trên phòng của đế cảnh người thì có thể thắng được. Vì mọi việc cả đến giúp một tay đi. Sao hắn lại tay đi rồi. Nhưng mà chúc bạch nguyện có thực lực rất mạnh. Cũng xem như là thơ một phần giúp đỡ. Phòng xa. thần xin chào các vị. Xin chào là tiêu thư. Nhân vương của phường già dạ bác vực Nam Châu Ở à đúng vậy không mời mà tới Là tới Quỳnh thân cảm nha Ngôn đứng đến là giúp đỡ tầng dân sao À không không Phương mố là không nhóm tới vào Ân ốn có hai vị Hiểu rồi Đây là muốn ngồi gồm đất lợi sao Lợi là thế già dạ của nhân vương Nhưng năm nay Danh tiếng của thế nhân già dạ, Nhân vương không dễ dùng như vậy đâu Trận chiến chí bảo thì dựa vào thực lực Thực lực của tài Hà thì bình thường, nhưng mà cũng có thể là do một chút thủ đoạn của hậu vệ nhân vương. Thực lực phương mẫu cũng bình thường, có chút cũng thẹn với hậu vệ nhân vương. Vì huynh đài này có thực lực mạnh, phương mẫu tự thấy không bạc. Nói như vậy, phương gia có nhân vườn dành không xứng thực, chỉ là danh tiếng dạy dụng gọi cho hay. Không có thực lực gì thì gọi cái gì mà thế giờ nhân vườn chưa. Ta thấy huynh đài là chán sống rồi mà thôi, Phương mẫu cúng sẽ thành toàn cho người Sao phải như vậy Phương mẫu tự trước đến này không thể giết người Kế địch mạnh tôi là còn yếu hơn mình Không có danh là thiên kiều của thế gia nhân vương ừ, Rất mạnh Ngôn lực của hắn còn yếu hơn Hư không thiên tỏa của ta rồi Quá thật rất mạnh Nhưng mà cho về lửa thì ta không thua hắn đâu Ta đi Cho đợi chiến cụ mà đi mở ra Ta thật Có dám đến một trận không Không phải ngươi muốn báo tôi quỳ sao Ta đợi ngươi Tốt Ta muốn ngược lại muốn lệnh giáo phong thái của đế tụng đáy tầng một chút Nhậu thần lại công bố tới như vậy à cũng không yếu hơn gì thần Kim thần của mình thậm chí là còn bá đạo hơn lại không phải là bí thuật của lạc gia đây là công pháp gì là vô cùng bá đạo như vậy là phương pháp kiếp trước hắn tu luyện sao không đúng kiếp trước có hắn là cơ thể chất đa thù cơ thể thì bá, bá, thể kiếp này là con gái không nên có bá khí như vậy mà đúng nhục thần bá đạo thật tân sư địa tu luyện đại thế thôi sao cái loại luyện thuật đại này quá phù hợp với tầng sư muội rồi có lẽ là tầng sư đệ chưa quên à bây giờ hắn là con gái đương nhiên là sư muội rồi sư đệ người sai rồi người tu đại đạo như chúng ta trong lòng không có nữ nhân kia trước tầng sư đệ là nam nhân cho dù là hắn biến thành nữ nhân thì cũng nên xem hắn là nam nhân mà tuấn người xem hắn là nữ nhân thì chứng tỏ trong lòng của người có suy nghĩ quá sâu đối với nữ nhân À, Sư Quỳnh nói rất đúng. Có lẽ là toàn sự địa, canh giới của ta vẫn chưa đủ. Hmm. Nếu như không có người ẩn chiến, thì ta sẽ liên thủ với Tà quân. Hmm. Người không được, mấy quân địa của các người liên thủ, thì phép vật không liên thủ. Sao có thể hết đủ để giết ta được chưa? Ta tử, người đáng chết. Tà tử không ngờ có đúng không. tao vẫn chưa chết. tao quay lại để báo thù người đi. Là ngươi. Không sai. Chính là ta. Tà <laughs> tử. Nộp mạng đi. Đây là công pháp gì? Tên lớn của tiểu tà vương. Tại sao? lại thân cấp mạnh tới như vậy? Không gì công pháp vì gì Mà tàn ảnh khó mà phân biệt được. Thật hay giả? Dạ? Đáng ghét. Ta đường đường là thần hồn chuyện thế là bị áp chế như vậy sao? Khoảng cách giữa người với người, tại sao lại lớn như vậy chứ? Đại đạo bất công. Sau khi biến mất thì còn thời gian tiếu tà vườn lại trở nên mạnh như vậy sao? Chỉ là tại sao cứ cảm thấy hắn kỳ lạ, hình như có gì đó sai sai. Đặc biệt lại là, là ăn mặc áo dài lừa đẹp như vậy, bộ dạng bất nào bất nữ cũng quá vì gì trừ khi hắn là đã tu luyện công pháp kia là gì đó thì mới khiến trở nên như vậy đàn ghét dự thần kiên quyền đã bị hắn đến đánh, đánh bại rồi Ôi béo mùi quá xinh đẹp rồi Đề ca Là có thể để cho người nói gì vậy sao muốn cái gì hả gì vậy tờ thứ nhất dù sao cũng là cường giả thần cảnh Thân lực đương nhiên là bất phàm rồi chúng ta có đi giúp đại ca hay không giúp chứ vẫn không nên làm liên lụy tới đại ca chiến đấu cấp bậc này không phải là chúng ta có thể ứng phó được đâu trên từ chiến đấu có hai người khác đi đợi ghế cây kim này nhanh giống như là quý mì vậy công kích quỷ gì Tô 6 Người này có thể lôi kéo một chút Cái đây của kẻ địch thì có hợp tác Ít nhất là phải được phó với người của hết đại tài cùng Quả thật là Một chiến lược hiểm thấy Nhưng mà cũng phải lỡ bị điên quá rồi không Hơn nữa thật sự không giúp đỡ cả sâu Xem ra hai tôi này nhất thời không khó mà phần thắng thua. Nhưng lúc bây giờ thì chúng tại âm thầm dù đại đầy ca không phải là thắng hay sao. Nhìn hai người bên kia đi. Hắn lại, mặt hồng lồ, thân lão của ma tộc, thơ lớp tâm sâu không lường trở được. Từ lúc này hắn quân lừa xem chiến đấu của đại lão và tàu thì nhất. Có hai khả năng, một là hắn đang quan sát tình hình, tìm kiếm bên nào có phần thắng lớn hơn để kết mình hai là hắn đã câu kết với ta thì nhất đến tiền thời cờ cho dù là cái loại nào thì cũng không có lợi ích đối với chúng ta cho nên chuyện bây giờ chúng ta cần làm là đứng sâu để bảo vệ cho đại ca còn về quyết đấu thì vấn đề cho đại ca tự quyết bản thân giải quyết <laughs> hộ giữa có nhận vướng không như dự đoán ngôi trường mặt hồng lưu ra thì thực lực của ngồi vượt thành dự và hơn nữa còn có thế gia nhân vương. Thế lực của hát Nguyệt Lầu vẫn chưa mở rộng tới Nam vực, nhưng mà hạng tình là người có năm vừa đồng chậu có lẽ sẽ hiểu sẽ hiểu hơn một chút. Thôi bỏ đi, không cần phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt. Bùa Thiên Đạo tăng thêm số lượng quy tắc cho Bùa Thiên Đạo thì mới là một chút để thắng bố cục này. Tào tật, hôm nay tám thời thay cho người. Ngày sau nhất định sẽ để đấu của người ra xuống đất. <laughs> Bớt nói mấy cái lời đẹp đi. Là ai cho ai thì cũng chưa chắc đâu. Chỉ là người và tà đều cần bảo tồn thực lực vì dáng làm của chiến mắt của địa mà thôi. Ừ, Tiếp ta vườn ta đã quen với chiêu pháp phi chính định của người rồi. Mặc dù Nhất thời cũng chưa giải quyết được Nhưng mà người cũng không nắm được phần thẳng <laughs> Đã ghét Thu Đừng có cho rằng như vậy là không sao Ta sẽ luôn trong chừng người Kê hạ xin hãy dừng bước Mọi người đình đệ đề xin hỏi Là có thể nói chuyện một chút được không Đi <laughs> rồi Nói thế nào thì hắn đồng ý không với tư lệ hiện tại của hắn thì không thể gì chết tà tự. Có lẽ hắn sẽ không có lý do từ chối. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho đại ca là được rồi. Đang ghét mà, bớ nói dòng do. Xem ra cách chiến má cổ địa Giang làm càng lúc càng gần rồi. Trước tiên thì có ra tay cho chắc. Chúng ta đi chiếm vị trí có lợi trước. Còn được nông này, chi báo của cô địa không phải là chỉ chúng ta quan tâm tới. Mà bây giờ nhất định phải càng nhiều thế lực đã đến rồi. Nhiều vậy, Ra ngồi đến một trường đi. Không hữu danh là bạch lân bạch vần đề nhất thiên kiêu của đồng sầu. Quá như là bá đạo. Bởi vì lợi vi tù vi của người vẫn chưa đủ tư cách đất phần cao thấp vi tại đâu. Nếu như là ta thì sao? Còn có người à? lại lân bạch vào đối thủ của ngươi là ta. Ngươi chính là được con bị bỏ rời của cái già sau. 16 tuổi đã là đi cảnh. Giờ tốt, thế thì đến một tròn thôi. Bên phàm bị làm sao gì? Hắn có thù với lần gia sau. Yên tâm đi, U Nhi à. Đi theo hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà sao hắn lại kết tự với Lăng Bạch Vân rồi Dù bồi bổ hiếp của dự già dạ Với bên phạm có hơi người... Nói thế nào nhỉ Có lẽ là dù bồi bổ hiếp cùng với ù nhị Lập và bình phạm giữa ba người bọn họ Dù sao thì không phải là quan hệ bình thường Mà dù bồi bổ hiếp trở đi là, 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 vì hồn thuộc của Lăng Bạch Vân Cho nên Hả Hắn mới bao nhiêu tuổi chưa Bên phạm thích con nương kia sao Ừ, con biết là thích hay không thích. Quan hệ của bọn họ có rối. Ta cũng không hiểu nổi. Cháu trai hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Con có có còn là đứa trẻ mà mình biết nó hay không đi? Đến cảnh trẻ tuổi như vậy à? Con đã sợ hơn cả công pháp mà hắn tu luyện là cực đạo trong truyền thuyết. Có lẽ là như vậy. Có vợ có bây giờ tại sao lại còn có tồn tại cực đạo? Hơn nữa, có là tồn tại cực đạo trẻ tuổi như vậy? Không biết. Hoán luôn và đã từng xuất hiện qua một tên cực đạo. Sau đó thì sao? Sau khi giết thần thì đã biến mất rồi. Có rất nhiều lời đồn nhưng mà từ sau lần đó, thì đâu không còn nghe tin tức về cầu đạo hình như là đã hết thức truyền ở cơ vực rồi hắn rốt cuộc đã chết hay chưa khó nuôi lắm ngươi cũng không biết sao Lời đông khi đi vào ma vực thì không còn tung tích nữa trước đây ta vừa mới bước vào thiền cảnh thì sao có thể biết được những bí ẩn này được chưa mà các người nói ai được đi Bây giờ chúng ta đây là đồng minh Thì chút tín nhiệm này cũng không có luôn sao Là một cái điện tu luyện cực đạo từ đó Nói như đã nói rồi Thì sao không núi cho rõ một chút đề để rồi đó ta núi đó là chuyện của 50 vàng năm trước 50 vàng năm á túi thở của thần cảnh rút cuộc là dây cơ đầu cái này không có cách nối chính xác Người chỉ cần biết là nhất định sẽ vượt qua 50 vàng năm là được rồi. 50 vạn năm trước, chỉ là thời gian kết thúc. Thời gian bắt đầu có thể vượt qua trăm trận, trăm vạn năm trước. Cho nên, chuyện này bây giờ, người biết rất là ít. Nói nhiều người đã nói rõ như vậy, thì chứ bằng vâng, người nói đi. Ai nói không phải là trọng điểm, rốt cuộc đã có chuyện gì? Giết vương. Giết Chuyện này lúc đó làm chấn động cả cổ vực. Một cái điên cực đạo giết nhân vương, yêu vương, ma vương. Ma vương của ba tộc mạnh nhất của cổ vật. Đây không phải là tường đường đất tội với cả tất cả cương giá của cổ vực hay sao? Người dám làm ra cái chuyện như vậy, thì rốt cuộc người có tự lực và tự tin mạnh cỡ nào? Đất tội với toàn bộ cường cường giả không đáng để nhập tới nhưng mà ảnh hưởng tới sự có chuyện này nằm ở khiếm khuyết của bà vườn ta ra bố cô của cổ vực bây giờ đây đúng là chuyện chỉ có điên thì mới làm ra thôi đúng vậy những người lúc đó đều cho là như vậy cho nên liên hợp diệt chết cái điên này lực đạo cũng xem như là ta thuộc dị đoàn mà nghiêm cấm tu luyện mà bây giờ lực đạo lại xuất hiện Vậy thì hắn cũng là tu luyện cấm thuật. cấm chết trong vài năm trước, người cảm thấy còn có người quan tâm hay sao? Giống như ba vị vườn của trong vài năm trước, ai có thể nhớ tới được. <laughs> Cho nên, các người liên hợp là muốn lý là địa vị của nhân vương sao? <laughs> Bây giờ phải xem cực đào này, có phải là sẽ trở thành cái điền mới hay không? Đã ghét, tại sao lại có cảm giác sức mạnh không thể nào hoàn toàn phát huy? Hình như có liên quan tới nữ tử đằng sâu hắn. Là sức mạnh của vi tộc đàn âm thầm dập hắn. Nữ cộng, sao có thể đem cái khoảng cách với cành giới mà đến với ta như vậy được chứ? Đã ghét. Ừ, đánh hòa cũng đáng sợ, cảnh giới của ai cao hơn, thì người đó ngày ngùng. Như ý, như vậy như à, hãy theo tâm ý của ta Nhanh nhanh hiển linh Từ từ thôi khí vận từng chút từng chút di chuyển biến mất Lần này khá dài Nhưng mà khí vận chi tử của đồng châu Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành sở bình phạm Buồn ngủ rồi Hôm nay tới đây thôi Đi ngủ thôi Xem ra hôm nay tháng thù có phần Tiếu giấc ta vừa hay cũng mệt rồi Thay cho người đấy <laughs> Từ từ thôi bớt nói mấy cái lời quạt lắc đi. Lần sau nhất định khiến cho người một đi không về. Thiều niên xin hãy dâng bước, hình như chúng ta có cùng một mục tiêu. Ờ à, dẹp đi, đừng có nói nữa, không muốn kích mình đâu. Không muốn nghe điều kiện một chút xào rất ấu đại đi. Kết thúc rồi, người thấy tới nào? Quá thực là cực đạo không sai nhưng mà có thể phải tới để ngăn cản chúng ta đoạt lý vị trí nhân vừa hay không thì cũng chưa biết được. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, tôi cho rằng tới tiền hay đem trong điểm đặt ở trên tranh đoạt bảo vật thì sẽ ổn thỏa hơn. cơm nhận được chưa? Đúng vậy, bắt đầu từ hai ngày hôm trước thì hôm nay càng lúc càng rõ ràng hơn rồi. Khi vận lần bạch vận rút cuộc là tại sao lại yếu tới như vậy? Không biết là có liên quan tới chiến má của địa hay không Cũng không có khả năng nằm đó Nói như mà nguyên nhân cổ địa không thể ảnh hưởng đến một người được Vậy thì chỉ có một khả năng Là cực đạo Đúng vậy Lâm mà vừa ngồi trừ giả thủ với sở bình phạm Thì không có bất kỳ một hành động nào Mà siêu khí vận của hắn Cũng đã bắt đầu từ mấy ngày hôm nay cũng chính nọ nổi cực đạo có thể đoạt khí vận của người khác. Hiện tại xem ra khả năng này rất, rất là lớn. Thế vì do thủ về đối thủ như vậy, thì cho dù thành hay bại, thì đâu là một loại tổn thất. Cái này cũng có thể giải thích được nguyên nhân nằm đó, cái điên kia giết vương. Vì đã đoạt khí vận, quá thật là không còn lựa chọn nào trực tiếp hơn cái việc giết vương. À, chuyện mà cô địa sắp dán lâm rồi. Lại có phải là người độc ác này không phải là thế lực của chúng ta? Có địa lại bắt đầu đến gần rồi. Có địa lại tiếp còn rồi. Tiếu gia ta tâm trạng tốt. Tạm thà cho mọi cho người một mạng đi. Người ly hại địch một mà còn có một muốn nói thay cho ta sao? Người có sự là mất mạc ư? Cả từ đầu tiên ở đâu ở trên người của người hay đặt trên tư thở của người vài ngày <laughs> kết cấu hòa thành còn chỉ còn một bước nữa thôi có bộ thiên đạo thì ta chỉ không chết cả nam châu này đội bộ thiên đạo hoàn toàn thay đổi được quy tắc thiên địa của nam châu quán tu vi của người là cảnh đạo nào cũng đều phải Thành phục dưới đạo của ta. Chứ mừng bây giờ hãy tự hiệu quả Của mấy thay đổi này. Để tới nghĩ thử, độ khó thấp xuống 15%, tốc độ tăng lên 0,3%. Như vậy thì thiên tài địa bảo sẽ luôn trưởng thành nhanh hơn, sinh ra chết càng nhiều hơn. vô muốn đột phá dễ dàng, tù vì thi tăng cấp nhanh. quan trọng là lối chuyện kỳ hy vọng chết tùy theo tâm ý của ta <laughs> là lệnh khí đang còn thần cấp quả nhiên đến công vô ích rồi liêu mạng thì mới có thể thắng được cho rằng cả đời này sẽ như vậy không ngờ con có thể gặp được một cơ duyên lớn tới như vậy thực sự là linh khí ta đã cảm nhận được rồi Quả thật là như vậy, lẽ nào có liên quan tới hồi phục quy tắc của thiên địa Nam Châu ư? Kỳ lạ, cấu vực là một chỉnh thể mới đúng chưa? Gần đây nơi đây xuất hiện ánh sáng nhiều lần, chấn động không ngừng, ai rằng đã chịu phải ảnh hưởng của chiến ma cổ địa. Có lẽ đây gây ra quy tắc thiên địa Nam Châu không đầy đủ, mới khiến cho sự thay đổi của khí vận xuất hiện ở nơi đây. đây. Ừ. <laughs> để ta xem thử con có phát hiện gì mới hay không. Là thứ gì vậy? Đỏ đến như thế. Huyết triệu à? Mặc dù không kỳ lạ, nhưng mà rất là kỳ lạ. Vùng đất sơ sát tiêu điều lại có huyết triệu không kỳ lạ. Nhưng đã trải qua thời gian nghìn năm, lấy vẫn chưa cạn kiệt. Đi rất là kỳ lạ. Mà nơi đây không nên đi. Nhưng mà mình ngược lại nghĩ tới một thứ rất thích hợp trước tiên xem cây khác sát của ma tộc Sát khí của huyết chiều này lại có khiến cho sát của bản thân đồng đầy đúng là vô cùng đáng sợ nhưng mà dù sao đi cũng chỉ là cái sát chứ dù là cứ tự tu vi trở đi nhiều nhất cũng chỉ là đế canh mà thôi bốn nằm lớn nhỏ cộng lại là bảy cái huyết triệu ấy rằng bi số của thần đo chi bảo cũng xảy ra ở bảy nơi này đây là từ mình câu phúc đi ánh sáng lại xuất hiện nữa rồi người có sở giá toàn bộ đều có nghe hiệu lệnh của ta ánh sáng xuất hiện nhiều lần chứng tỏ là chi bảo xuất hiện tại thế tất cả mọi người có sở già không phải cố gắng tu luyện nắm bắt thời cờ nhanh chóng thần có tu vi xin nghe theo hiệu lệnh của gia chủ xin nghe theo ưu lệnh của gia chủ nam châu sắp thay đổi rồi không biết toàn dành thế nào rồi vào lúc này ta lại tòa trấn tần quốc đáng ghét mà hoàng viên này vừa là tự do cũng vừa là lòng giam ánh sáng nó tươi đẹp hơn rồi Thật sự là thời tiết tốt mà <laughs> chọn ngày thì công bằng hôm nay chi bằng bây giờ sẽ bắt đầu luôn cơ hội đã tới rồi <laughs> hôm nay nhắc đến chiếc tim cho ra chiến ma cổ địa quy tất thầy thế nguyên sơ đạo tình đến đây đi. Rồi, à, ánh sáng nó xuất hiện rồi. Cuối cùng thì con đã bình tĩnh lại được một chút. Xem ra, đã bước vào một chút thì cũng đã hoàn thành rồi. Tiếp theo, chỉ còn đợi khoản khách tiến đầu mở ra thì cũng biết lần này hệ thống chỉ có phần thử như thế nào. Chờ tôi rồi, chuẩn bị xong chưa? Ai à, lo lắng bản thân người đi. Đến rồi chiến ma cổ địa ha, Có còn phải qua trường như vậy gì không chứ Thiên đầu một con để thay đổi Thay thở hơn một nửa Không ngờ thuận lợi đến như vậy Thì ra là sự lớn mạnh của chúa tệ Chính là tình cảnh như vậy Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn không thể nào làm được Dù sao thì quy tắc thiên địa của Nam Châu Mình cũng chỉ là từng bước xâm chiếm được một phần Chỉ có đem cả quy tắc thiên địa của Nam Châu từng bước xâm chiếm Sau khi hóa thành thiên đạo Thì mới có thể làm được một suy nghĩ thay đổi Được tương sinh vạn vật của Nam Châu Thu Người không ở nhà Mở ra thiên địa Thay thế quy tắc tiên đạo của Nam Châu Quy tắc thiên đạo bước đầu được xây dựng Phân tướng là Khai Thiên bút, Khai Thiên Búc Khai thiên là địa Lấy nào là bảo vật sử dụng đích Với tích địa thiên thư sao Hòa tổng xem phần thưởng Khai thiên bút Lý bút vẽ ra một vùng trời Vẽ ra quy tắc Vẽ ra quy tắc Vẽ ra trường sinh vạn vật Thì có thể khai thiên trong hư vô là có thể khai thiên trong hỗn động Đồng thời với tịch tư địa Thì có thể mở ra thế giới Tạo hóa ra thương sinh vạn vật Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của mình. Một đêm bút khai thì một sách từ địa mở ra thế giới của một phường tạo hóa ra thương sinh vạn vật đầy đúng chí là bảo, bảo tạo hóa. Cơ hội của mình hình như đã có thật thi rất hoàn mỹ rồi. Nhưng mà khai thiền lập gì ít nhất thì không phải khai đạo cảnh thì mới có thể chịu được được khai thiền lập điều mà đúng không? Có thể khai thiền trong hỗn độn Có thể là khai thiền trong hư dù Hỗn độn mà đâu Ngồi đầy đạo ra Cũng có hỗn độn á Hỗn độn Thì có phải là trong đầy đạo hay không Ngồi đầy đạo thì có phải là có hỗn độn không Ê rằng hồng nguyên sơ khai đạo giá như vậy Cũng chưa chắc là biết Mà lòng quân Và quy Thiên hai đại sinh, sinh linh này Có phải là đã biết được Bên ngoài đại đạo hay không? Mà là muốn tìm kiếm được đại đạo Nhất định là phải đạt được khai đạo cảnh mới được Nhưng mà tốc độ từng bước xâm chiếm Có hơi chậm Nhất định là phải tăng tốc độ từng bước xâm chiếm mới được Chiến mà cổ địa Chiến bạo khí vận của thượng cổ Nam Sâu Sẽ là một chút từ đó làm ngoài dẫn Có lẽ là có thể tăng thêm từng bước xâm chiếm Hiện tại tham dự vào trận chiến chiến bạo khí vận ngoại trừ đệ tử dưới trướng của mình ra thì còn chỉ tạo tháo tiên nhất mạc hồng lâu phường thiếu thịnh ba người mạnh nhất này tờ tử đã bị tiểu tà vườn nhầm trúng cơ hội lấy được chí bảo cùng lớn trong đó tơ thứ nhất và toàn dành mỗi người đều có đường lui mà phần thắng thù hiện tại cũng chưa biết trước mà đến việc và khí vận di tử của nam châu cũng có tờ âu thế Vân lực tiêu lượng cũng như vậy sở bệnh phạm bây giờ là một nửa khí vận chi tử của đồng sầu cũng có ưu thế và nhất định ưu linh vĩ tộc này cũng có ưu thế nhất định rồi cơ hội nằm kỳ di bảo sẽ rơi vào trong tay của mình cao lên tới chín mươi phần trăm chi bảo kỳ vận nhất định phải là của mình một mười tư Quy tắc của thiên địa đã từng có như vậy, giống như là cơ cảm xúc và lệnh trí, trừ khi là vì vừa, quy tắc vừa mới hồi phục mới như vậy. <laughs> <laughs> Tần dân, gặp lại trên chiến trường là sẽ biết, tới xích chiều theo ý người, ca quân địa số phá tôi. tờ tự có tà đi thì ngươi đường hồng lấy được bất cứ một bảo vật nào chúng ta cũng đi vào thôi <laughs> đàn ghét sớm biết như vậy thì ban đầu không nên ở lại nơi này, này. đi này đi ta chiến tiêu gia ta không dự định sẽ nghĩ người đâu là cùng nhau hành động hay là chia nhau ra hành động Chia ra hành động Cơ hội sẽ lớn hơn một chút Thời lực của chúng ta trong đời cảnh gần như là không được có đối thủ Cho dù là vương lạc gặp phải ta thì nhất Hoặc là mặt hồng lưu Cũng có thể ứng phó là được Mà hành tinh thật ra là thời lực mạnh nhất con rùi cấp thiên bình của hắn thì có thể bộc phát ra chiến lược thiên cảnh. Thực lực của sở vận vẫn là yếu nhất. Cho dù là trong mọi đế cảnh thì cũng là tồn tại hàng đầu. Hơn nữa sợ vần ôm thiên linh miêu, đó là thần cảnh, tồn tại mạnh nhất ở trong chiến ma cổ địa. Sở bình phạm và ưu nhị như hình vị bóng, ngược lại cũng không sợ bất cứ cường giả đế cảnh nào. Sở bên phàm cũng có ác chú bài Tự bảo vệ bản thân. Thì thế thì chỉ ra hành động thôi. Chưa đã. Cẩn thận một chút Người có vườn già này Hắn không đơn giản đâu Không thành cái địch thì thôi đi nếu như đã thành cái địch Thì hậu giữa có nhân vườn thì sao Giết là được Chuyện không thể chậm trợ sơ phát tuổi Sớ vân 1914 mới nhất 19 tháng 7